Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì về mình cập nhật những cái thông tin về cái dự án Atoshi để nhận miễn phí 25.000 cái đồng token Atoshi xấp xỉ 13 đô la, cũng như là khai thác miễn phí 240 cái đồng token Atoshi mỗi một ngày. Thì ở cái video này, thứ nhất là mình hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục phải cái lỗi mà chúng ta tải phải cái app bản tiếng Trung về máy, thì cái này nó rất là khó sử dụng, và thứ hai là nó có rất là nhiều những cái mục thì chúng ta rất là khó sử dụng. Cái thứ hai đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm cái vòng tròn bảo mật để chúng ta tăng cái tốc độ khai thác cái đồng ATOS này. Và khi mà các bạn thêm cái vòng tròn bảo mật này thì các bạn sẽ tối đa là các bạn sẽ nhận được thêm 10 cái đồng ATOS trong 1 giờ. Đây là một cái cực kỳ là quý giá đối với những cái bạn nào mà đang khai thác solo, thì các bạn sẽ được cộng thêm, làm cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ được cộng thêm 10 cái đồng ATOS. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ thì trước khi mà vào hướng dẫn cho các bạn làm hai cái này ấy, thì mình cũng cập nhật thêm cho các bạn một số những cái thông tin, có thể là một số những cái bạn mà chưa nắm được. Thì khi mà các bạn truy cập vào app ấy thì các bạn sẽ thấy được những cái hình tròn ở đây, mà nó có cái thời gian ở đây, nó không, những cái hình màu vàng đậm này là những cái mà nó đã kết thúc cái phiên khai thác rồi đấy. Thì các bạn chỉ cần kích vào đây thôi đó, các bạn kích vào đây, các bạn thu thập nó lên đó. Khi mà các bạn thu thập thì nó sẽ được cộng cái điểm lên trên này, để các bạn kích vào đây này. Rồi còn những cái mà đồng hồ nó còn đang chạy ở đây thì là cái đồng hồ đếm ngược ấy, thì nó đang khai thác, cho nên là các bạn kích vào đây thì nó không có được nhé. Đó, và nó sẽ khi nào nó hiện mà kết thúc xong cái phiên khai thác thì nó sẽ màu vàng đậm lên như lúc vừa rồi, thì các bạn sẽ bấm vào để các bạn thu thập những cái đồng Atoshi này lên trên này. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ nhất, đó là khắc phục cái lỗi tải phải cái bản tiếng Trung. Thì bạn nào mà gặp phải cái lỗi này thì các bạn xóa dùm mình cái app đi, các bạn xóa rồi giúp mình cái app đi nhé. Đó, các bạn xóa app đi, sau đó thì các bạn vào kênh của mình, thì các bạn vào cái video mà mình đã đăng ở đây. Đó. Các bạn vào cái video của mình, sau đó thì các bạn bấm vào cái phần mũi tên ở đây. Rồi các bạn sẽ thấy là cái phần này là cái link của mình ấy, cái link của mình gửi ở đây, thì các bạn kích nó vào. Đó, các bạn kích nó vào thì nó sẽ ra cái trang như thế này. Thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ không đăng ký luôn tài khoản ở đây, hoặc các bạn tải app ở đây nhé. Thì các bạn bấm vào cái phần nút chia sẻ ở đây cho mình, các bạn bấm vào đó, hoặc là các bạn bấm vào ba chấm ở đây, sau đó các bạn nhấn vào nút chia sẻ này, rồi sau đó thì các bạn bấm vào phần chép link này. Đó, bây giờ thì các bạn thoát cái này ra, các bạn sử dụng cho mình cái trình duyệt Chrome là nhất, hoặc thứ hai là các bạn sử dụng bằng cái Google này. Đó, một trong hai cái nhé, một là trình duyệt Chrome, hai là sử dụng trình duyệt Google này. Các bạn kích vào đây, sau đó thì các bạn dán cho mình cái link này vào đây này, sau đó thì các bạn nhấn vào phần tìm kiếm cho mình. Đó, nó sẽ truy cập vào cái trang cho chúng ta. Bằng cách này thì 100% là các bạn sẽ tải được cái bản tiếng tiếng Anh nhé. Đó, sau đó thì các bạn có thể là nếu như bạn chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ tạo tài khoản bình thường. Và cái phần này các bạn đăng nhập bằng cái này thì nó sẽ gửi mail rất là nhanh. Tuy nhiên là một số tài khoản thì sẽ nhận được cái mail ở cái hòm thư rác, thì các bạn mở cái hòm thư rác ra cho mình nếu như ở hòm thư chính không có. Rồi sau đó thì các bạn tạo tài khoản xong. Đó, các bạn có tài khoản rồi hoặc là chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký tài khoản. Sau đó thì các bạn kích vào đây cho mình. Đó, chúng ta sẽ download. Sau đó thì các bạn tải bên trên này. Các bạn tải cho bản ở cái Android download này nhé, chứ không phải là sử dụng bằng cái này. Đó, các bạn sử dụng bên cái phiên bản bên dưới này là phiên bản cho tiếng Trung Quốc nhé, toàn tiếng Trung thôi. Các bạn lưu ý các bạn tải cho mình cái phần Android download. Đối với những cái bạn iOS thì mình không sử dụng điện thoại iPhone, như là mình không biết là các bạn tải như thế nào, không biết là có được hay không. Nhưng mà cái bằng cái cách mà các bạn copy link mà các bạn dán vào cái trình duyệt Chrome hoặc là vào Google thì 100% là bạn sẽ tải được cái bản tiếng Anh nhé. Đó. Rồi sau khi mà các bạn truy cập vào thì các bạn sẽ thấy được cái các bạn sẽ đăng nhập. Nếu như có thể là một số những cái bạn là bảo là em tải được cái bản tiếng Anh rồi nhưng mà về em không đăng nhập được thì báo là cái tài khoản không có, thì có thể là cái này là mình có nghĩ nhá, mình nghĩ là chắc là cái bản tiếng Trung thì nó là một cái
một cái server khác và cái bản tiếng Anh thì nó là một cái server khác. Cho nên là khi bạn đăng ký tài khoản ở trên cái bản tiếng Trung ấy, thì các bạn sẽ hai cái bản ấy nó khác nhau, nó không cùng một hệ thống, cho nên là hai tài khoản khác nhau. Cho nên là khi mà các bạn tải được cái bản tiếng Anh này về mà các bạn đăng nhập không được thì các bạn tạo tài khoản mới cho mình. Các bạn tạo tài khoản mới bằng cái link của mình, bằng cái mã mời của mình, bạn yên tâm là các bạn vẫn sẽ nhận được 25.000 cái đồng token ATOS này. Cho nên là bạn yên tâm, nếu như các bạn không đăng nhập được vào, các bạn tạo tài khoản mới cho mình. Đó, sau đó thì các bạn là tuyển Z các thứ bình thường. Rồi, cái thứ hai ở cái video này đó là mình chia sẻ cho các bạn một cái thông tin nó cực kỳ là quan trọng. Để đối với những cái bạn mà khai thác solo thì bạn có thể nhận được thêm 10 cái đồng token ATOS trên 1 giờ bằng cách như sau. Đó, bằng cách như sau nhé, thì các bạn kích vào cái phần tem này đó, các bạn sẽ thấy được cái danh sách tuyến dưới của các bạn, bằng cách là tuyến dưới của các bạn, hoặc là các bạn có thể là các bạn ở cái cuối cái dưới cái video của cái video này ấy, mình sẽ mời các bạn để lại vì cái địa chỉ email này, thì các bạn có thể trao đổi chéo với nhau, hoặc các bạn vào cái nhóm Telegram của mình để các bạn, mình sẽ tạo một cái nhóm để cho các bạn trao đổi email, và các bạn thêm cái vòng tròn bảo mật này để các bạn nhận được thêm 10 cái đồng ATOS mỗi 1 giờ từ cái vòng tròn bảo mật này. Cái này nó cực kỳ là hay nhá các bạn. Đó, thì các bạn nếu như các bạn không có cách nào các bạn chép được cái địa chỉ email này ra đấy, thì các bạn có thể chụp lại nhé. Các bạn có thể chụp lại cái này cho mình này. Các bạn chụp lại màn hình này. Rồi sau đó thì các bạn mở cái dịch Google ra. Đó, các bạn mở cái dịch Google, sau đó các bạn nhấn vào máy ảnh này. Sau đó thì các bạn bấm nhập này. Các bạn bấm vào ảnh này. Các bạn mở cái ảnh mà các bạn vừa chụp ra, sau đó thì các bạn quét cho mình. Các bạn quét cái này nhé, địa chỉ email. Đó, sau đó thì các bạn bấm vào đây, mũi tên này. Các bạn copy cho mình. Các bạn bấm vào cái phần đây, các bạn bấm vào cái phần trên này này, cái tẹp này này, các bạn bấm vào đây như thế này, chúng ta đã chép xong nhé. Sau khi bắt chép xong cái địa chỉ email thì các bạn quay trở lại cho mình. Các bạn quay trở ra. Sau đó các bạn bấm vào cái máy đào này này. Đó. Mỗi một người mời thành công thì bạn sẽ nhận được 2 ATOS trên 1 giờ, tức là cái tăng cái tốc độ khai thác là các bạn sẽ khai thác được 2 cái đồng ATOS này trên 1 giờ nhé. Và cái tối đa là các bạn chỉ được thêm 5 người thôi. Đây, mình dịch cái phần thông tin của nó nhé. Quy tắc vòng kết nối bảo mật bằng cách thêm những người dùng khác mà bạn tin tưởng vào vòng kết nối bảo mật của mình, tỷ lệ khai thác của bạn có thể sẽ được tăng lên bất kể họ có trực tuyến hay không. Nhưng mà yêu cầu là những cái người mà các bạn thêm vào vòng tròn bảo mật, những cái địa chỉ email các bạn thêm vào cái vòng tròn bảo mật là những người đó đã phải có tài khoản ở trên cái dự án này nhé. Đó thì mới được nha các bạn lưu ý cho mình. Đối với mỗi người bổ sung, tỷ lệ khai thác của bạn sẽ tăng thêm 2 ATOS trên 1 giờ. Số người bạn có thể thêm tối đa là 5. Đó, nếu như bạn xóa bạn bè khỏi vòng kết nối an ninh, tỷ lệ khai thác sẽ giảm, tức là trong các bạn mời được 5 người, thêm được 5 người vào vòng tròn bảo mật là các bạn sẽ nhận được 20 cái đồng ATOS này trên giờ. Nhưng mà các bạn hủy một ai đó đi thì các bạn sẽ bị trừ đi nhé, cứ một người là sẽ bị trừ đi 2 ATOS đó. Cho nên là các bạn lưu ý, các bạn thêm vào thì các bạn cứ để nguyên nhé. Rồi bây giờ sẽ quay trở lại cái phần thêm vòng tròn bảo mật, thì các bạn kích vào đây, các bạn copy được cái địa chỉ email của một người ai đó ở trong cái dự án này rồi đấy, thì các bạn bấm vào đây. Sau đó thì ở đây mình đã thêm được một bạn ở đây này đó, các bạn bấm vào phần add này, các bạn dán cho mình cái địa chỉ email mà các bạn vừa quét xong. Sau đó các bạn nhấn vào phần tìm kiếm, các bạn sẽ thấy được cái bạn này ở trong có cái tài khoản ở trong cái dự án này, thì các bạn nhấn add, thế là xong rồi. Các bạn quay trở lại, ở đây là mình đã thêm được 2 người rồi nhé. Mình tiếp tục mình thêm người thứ ba của mình cũng làm cái tương tự như thế, mình cũng quét bằng cái cách này. Mình sẽ quét thêm bạn này nhé. Đó, rồi mình sẽ sao chép này, mình chỉ sao chép một 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 tài khoản thôi. Rồi sau đó các bạn quay trở lại cái phần vòng tròn bảo mật, các bạn bấm add này, các bạn bấm vào đây, các bạn lại dán địa chỉ email, các bạn nhấn vào share, các bạn sẽ bấm vào add. Đó, bây giờ mình đã thêm được là 3 người. Các bạn sẽ quay trở lại này, các bạn sẽ thấy là mình sẽ nhận được 6 ATOS trên 1 giờ, bắt đầu từ khi mà các bạn thêm vòng tròn bảo mật là các bạn sẽ được tính luôn.
Rồi, ngoài ra ở cái phần này thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần ping. Nếu như cái trong cái vòng tròn bảo mật của các bạn có 5 bạn mà có một bạn đang đào, còn mà những bạn còn lại thì không đào, thì các bạn có thể nhấn cái nút ping này để các bạn nhắc nhở bạn bè. Ngoài ra ở đây các bạn quay trở ra nhé, các bạn bấm vào phần tem này này, nó sẽ có cái phần nhắc nhở. Các bạn kích vào đây, nó sẽ có cái phần nhắc nhở đối với những cái bạn nào đang không tham gia đào ấy. Thì các bạn có thể nhấn vào đây, các bạn ping, các bạn nhắc nhở bạn bè tham gia. Tổng số ở đây là của mình là đang có là hơn 300 bạn nhé. Đó, hơn 300 bạn đang 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 rất là tích cực đào cái này. Rồi, trên đây là cái video hướng dẫn cho các bạn cách thêm vòng tròn bảo mật để nhận miễn phí thêm 10 cái đồng token ATOS trên 1 giờ. Đó, cái này là cực kỳ ngon đối với những cái bạn mà đang khai thác solo. Cái thứ hai đó là khắc phục cái lỗi mà các bạn tải phải cái bản tiếng Trung, thì cái này nó cực kỳ là quan trọng và một số những bạn vẫn chưa khắc phục được cái lỗi này thì các bạn hãy xem video. Rồi, cái video này thì mình xin được dừng tại đây. Nếu như các bạn thấy cái video của mình hay, bổ ích thì các bạn hãy cho mình một like, chia sẻ cũng như là bấm đăng ký kênh để nhận những cái thông tin về các cái dự án cũng như là các cái kèo kiếm tiền miễn phí từ trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.